Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm siro bảo nhi đơn được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương Viheco. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về siro bảo nhi đơn cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của siro bảo nhi đơn: kinh giới 5.000 mg, cắt cánh 4.000 mg, khương hoạt 4.000 mg, sài hồ 4.000 mg, tiên hồ 4.000 mg, kha tử 4.000 mg. La hán quả 4.000mg Xuyên khung 3.500mg Chỉ xác 3.000mg Bạc hà 2.000mg Gừng 2.000mg Cam thảo 500mg Dạng bào chế Siro Viêm phế quản là gì? Viêm phế quản cấp tính là tình trạng viêm của cây khí đến phế quản thường xảy ra sau nhiễm trùng đường hô hấp trên mà không có bệnh phổi mạng tính. Công dụng và chỉ định của siro bảo nhi đơn Công dụng Hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho nhiều, giúp giảm hát hơi, sổ mũi, giảm tăng tiết đờm rãi. Hỗ trợ giảm đau rát họng do ho kéo dài. Chỉ định Người bị ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, viêm họng, viêm phế quản. Người bị cảm lạnh với biểu hiện: hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi. Cách dùng và liều dùng của siro Bảo Nhi đơn. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Trẻ từ 0 đến 24 tháng tuổi, mỗi lần 5ml, 13 lần một ngày hoặc tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng. Trẻ từ 2 đến 4 tuổi, mỗi lần 10ml, 12 đến 3 lần một ngày. Trẻ trên 4 tuổi mỗi lần 15 ml 13 lần một ngày. Chống chỉ định của siro bảo nhi đơn. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng siro bảo nhi đơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm siro bảo nhi đơn đồng thời biết cách sử dụng siro bảo nhi đơn sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.